Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã có kết luận về việc để ý kỷ luật đảng một số tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Anna để ý thi hành kỷ luật đối với Đại tá Trần Lưu Huỳnh, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Chính trị viên Ban Chỉ dẫn Quân sự huyện Anna, bằng chế độ cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, để ý cho ông Huỳnh thôi giữ chức Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Anna. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, ông Trần Lưu Huỳnh khi còn là Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban Chỉ dẫn Quân sự huyện Anna đã vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định của Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân sự tỉnh về quản lý và sử dụng đất quốc phòng, vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2010-2015. Những vi phạm của ông Trần Lưu Huỳnh được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đánh rất mức nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật Đại tá Nguyễn Đình Cường, đảng viên chi bộ xã Quỳnh Tân 1, đảng bộ thị trấn Buôn Trấp, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên chỉ huy trưởng Ban Chỉ dẫn Quân sự huyện Anna, bằng chế độ cảnh cáo. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, ông Nguyễn Đình Cường đã ký các tờ trình xin chủ trương thành lập, hòa hợp thành lập khu thể dục thể thao của cơ quan quân sự huyện, ký hợp đồng hòa hợp kinh hải doanh dịch vụ sân bóng đá mini và dịch vụ ăn uống giải khát trên 2.500 m2 đất của đơn vị sai với quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh.